Nào, đến giờ rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ xin được bắt đầu. Xin chào tất cả các em. Hôm nay ấy, thì là một cái buổi gọi là workshop ấy, về cách sử dụng các cái phần mềm hỗ trợ cho cái việc nghiên cứu ấy. Thì thông thường ở đây thì các bạn sinh viên cũng như là những người khác quan tâm ấy, đều phải làm những nghiên cứu, tức là chúng ta phải đi một cái quá trình rất là dài. Ban đầu là chúng ta có một cái ý tưởng nghiên cứu ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ phát triển nó và cuối cùng là trở thành một cái sản phẩm, là một cái bài viết. Đấy. Thì thông trong cái quá trình mà đi từ ý tưởng nghiên cứu ấy đến cái sản phẩm cuối cùng là cái bài viết ấy, thì có rất là nhiều những cái phần mềm mà chúng ta có thể sử dụng. Đấy, thế thì buổi hôm nay là chúng ta sẽ xem là có những cái công cụ nào có thể giúp cho chúng ta đi từ cái ý tưởng nghiên cứu đến cái bài viết cuối cùng ấy một cách là dễ dàng hơn. Đấy, thế thì cái buổi hôm nay ấy, mình sẽ chia nó làm 3 phần. Đấy. Thứ nhất là mình sẽ nói về những cái phần số 1 ấy, ta sẽ nói về những cái mục tiêu ấy, tức là những thứ mà chúng ta sẽ cố gắng để làm. Sau đó thì mình sẽ có một cái demo về việc là mình sẽ thực hiện những mục tiêu như thế nào, tức là chạy trên các cái phần mềm để các bạn theo dõi các cái bước. Đấy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái phần trả lời câu hỏi. Đấy. Đấy. Thế thì có một cái lưu ý là mình thì chạy máy Mac cho nên là có thể là nó sẽ hơi khác so với cả các bạn chạy ở trên máy Windows. Đấy, thế nhưng mà tất cả các phần mềm mình giới thiệu ở đây ấy, thì nó đều có hoặc là có bảng cho Windows hoặc là các phần mềm chạy trên web ấy. Cho nên là các việc các bạn sử dụng cái máy Windows ấy thay vì máy Mac ấy, thì cũng không có cái vấn đề gì đâu. Nếu mà các bạn gặp phải vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi sau, hoặc là các bạn xem màn hình mình sẽ hướng dẫn, nó cũng không khác gì đâu. Đấy, thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên là phần mục tiêu. Thì thật ra là cái quá trình mà từ ý tưởng nghiên cứu cho đến bài viết ấy, thì nó cũng có rất là nhiều các bước khác nhau. Nhưng mà ở đây ấy, thì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào bốn bước. Thật ra cái này rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình sẽ nói rõ từng bước này. Cái bước thứ nhất mà mình sẽ tập trung ở đây ấy, chính là việc tìm kiếm các cái bài viết liên quan đến cái chủ đề nghiên cứu của chúng ta. Đấy, hay trong tiếng Anh chúng ta gọi là research discovery, tức là discovery đây là khám phá ấy. Thì bước 1 hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái việc là tìm kiếm các bài viết liên quan. Và cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng cho cái bước 1 này, chúng ta sẽ nói về cái phần một cái phần mềm gọi là Research Rabbit. Đây là một cái phần mềm dựng trí tuệ nhân tạo rất là tốt cho cái việc tìm kiếm thực hiện cái bước 1 này. Sau khi mà chúng ta đã thực hiện cái bước 1 này xong rồi thì chúng ta sang cái bước thứ hai đây, thì bước này mình gọi là bước sau khi mình đã tìm được tập hợp một số những bài viết mà mình nghĩ là nó liên quan đến cái chủ đề nghiên cứu mà chúng ta quan tâm ấy. Bước thứ hai chúng ta sẽ phải tải về quản lý và phân loại các cái bài viết này. Đấy, thì bước thứ hai là tải về. Đấy, ví dụ như là một cái bài viết nào đấy ở trên mạng, mình chỉ đọc được abstract mà mình không 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 tải cái nguyên bản về ấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, thì tải về quản lý. Quản lý ở đây tức là mình phải lưu các cái file mà chúng ta tải về vào một chỗ để làm sao để có thể tiện cho cái việc tra cứu sau này. Đấy. Thì và phân loại tức là chúng ta có rất nhiều nghiên cứu mà mình đang muốn tải về, mỗi cái nghiên cứu ấy thì nó lại liên quan đến một cái khía cạnh của cái chủ đề mà chúng ta quan tâm, thì có rất nhiều nghiên cứu như thế. Nếu mà chúng ta không phân loại và quản lý một cách hợp lý ấy, thì sẽ rất dễ là mất thời gian. Nếu như là kiểu sau một khoảng thời gian thì chúng ta phải muốn nhớ lại để mất mất thời gian, thì cái đấy chúng ta gọi là phân loại các bài viết. Thì cái công cụ mình sẽ giới thiệu ở trong cái bước 2 này này chính là Zotero. Và đặc biệt là chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái plugin. Plugin tức là phần mở rộng ấy, rất là quan trọng. Tức là ví dụ các bạn dùng Chrome thì các bạn thấy là trình duyệt Chrome nó chỉ có một số chức năng nhất định thôi, nhưng mà chúng ta sử dụng các cái extension hay là các phần mở rộng của nó ấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm những cái tác vụ khác nữa. Đấy. Zotero ở đây sẽ có hai cái plugin rất là quan trọng, đó tên là Zotfile
và cái plugin SiteHub. Thì cụ thể là thế nào thì tí nữa mình sẽ nói. Thế thì đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba, sau khi chúng ta đã tải về quản lý và phân loại được các bài viết đấy rồi, thì cái việc tiếp theo mà chúng ta làm, chúng ta sẽ đọc và sau đó là ghi chú vào những cái bài viết đấy. Ghi chú ở đây chúng ta có thể là đọc bài viết đấy, chúng ta highlight những cái đoạn mà chúng ta cảm thấy là quan trọng ở trong cái bài viết đấy. Chúng ta nốt vào đây những cái mà suy nghĩ của riêng chúng ta về cái nội dung bài viết đấy. Thì cái này là cái chúng ta cần làm. Nhưng mà làm xong thì tổ chức cái đấy như thế nào, làm thế nào cho nó hiệu quả ấy. Thì đấy là cái bước thứ ba đang nói về đây, chính là đọc và ghi chú các bài viết khoa học, các nghiên cứu, các bài viết. Đấy, thì cái công cụ mà chúng ta sử dụng ở đây sẽ là Zotero. Và đây mình sẽ nói một chút về cả bản dành cho máy tính và bản dành cho các thiết bị di động như là iPad hay là iPhone hay là các điện thoại. Và cuối cùng là bước 4. Bước 4, sau khi chúng ta đã đọc và chúng ta ghi chú rồi, chúng ta đã sử dụng các cái bài viết đấy làm để thì chúng ta phải tiếp theo là chúng ta phải viết ra các bài viết của riêng chúng ta. Đấy. Thì ở đây có hai phần. Thứ nhất là chia sẻ đấy chứ. Chia sẻ là gì? Sau khi mà mình đọc, mình ghi chú các cái bài viết đấy rồi, mình tập hợp được những cái bài viết liên quan cùng một chủ đề ấy, thì các bạn thấy là ngày nay thì cái việc làm một bài viết ấy, thường là không phải là cá nhân một người làm, và chúng ta sẽ phải làm việc theo nhóm, tức là có nhiều hơn một người cùng sử dụng, cùng làm cái nghiên cứu. Đấy, ví dụ như mình lớn rồi thì có thể là giữa thầy khác nhau, các bạn làm đề án thực tập thì thế thì sẽ có cái sự chia sẻ giữa các bạn với cả thành viên trong nhóm cũng như là với cả giáo viên hướng dẫn. Thì cái bước 4 này là sẽ chia sẻ cũng như là sử dụng các cái bài viết này, sử dụng ở đây là dưới dạng trích dẫn ấy, trong bài viết của mình sử dụng các trích dẫn. Trong bài viết thì cái bước 4 này chúng ta sẽ sử dụng công cụ vẫn là Zotero. Thì ở đây mình sẽ đi từng phần một ở trong bốn cái bước này. Đầu tiên là tìm kiếm các bài viết liên quan đến chủ đề nghiên cứu này. Sau đó là tải các bài viết đến về, quản lý và phân loại các bài viết đấy vào một cái cơ sở dữ liệu. Sau đó là chúng ta đọc và chúng ta ghi chú trên các bài viết đấy, chúng ta tập hợp các cái ghi chú đấy lại để tra cứu cho nó dễ. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chia sẻ những cái mà chúng ta có và tiếp theo là sẽ sử dụng nó trong các bài viết. Thông thường từ trước đến giờ thì mọi người hay sử dụng những cái phần mềm kiểu EndNote hay Zotero hay Mendeley, thì chủ yếu mọi người sử dụng ở trong cái phần là làm sao để thêm các cái trích dẫn vào trong bài viết đấy một cách nhanh chóng thôi. Đấy, mà thật ra thì các cái bước trên, các cái bước 1, 2, 3 thì các cái công cụ này cũng có những cái tác dụng rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ nói về nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ không mất thêm thời gian nữa, chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu tiên. Đó là tìm kiếm các bài viết có liên quan đến nghiên cứu. Thì đại khái là ở đây cũng phải lưu ý các bạn thêm một cái là chủ yếu là chúng ta quan tâm đến các bài viết tiếng Anh nhé. Nếu mà các bạn muốn tham khảo các nguồn tài liệu tiếng Việt ấy, thì các bạn phải sử dụng những cái công cụ như là cái cách thức, nói chung là nó hơi khác một chút, và cái chủ đề đấy thì có lẽ là sẽ chia sẻ trong một buổi khác. Chứ còn buổi này chúng ta chủ yếu tập trung đến các bài viết tiếng Anh ở trên các cái tạp chí nước ngoài, sử dụng các cái cơ sở dữ liệu nước ngoài. Nói chung là các bạn thì cũng nên tập trung vào các bài viết tiếng Anh, vì thật ra là kể cả các tác giả người Việt ấy, khi mà họ có cái gì hay, cái gì đáng giá thì dần dần thì họ cũng sẽ viết đăng vào tiếng Anh chứ cũng không chỉ là tiếng Việt đâu. Thì ta sẽ bắt đầu với các cái bước đầu tiên là Research Rabbit. Thì Research Rabbit là gì? Thì Research Rabbit là một cái công cụ, nó là một cái web app và có thể truy cập tại cái địa chỉ các bạn nhìn thấy trên này. Đó là researchrabbit.ai. Nó chấm ai ở đây hàm ý tức là cái mà cái phần mềm này nó có giá trị là nằm ở cái con AI hay là cái trí tuệ nhân tạo của cái phần mềm này. Các bạn có thể vào link như là đây là trong ô chat. Nói thêm một chút là tại sao cái này lại gọi là Research Rabbit. Thì Rabbit là con thỏ ấy. Thì
thì trong tiếng Anh có một cái từ là rabbit hole ấy. Bạn đọc cái chuyện Alice ở xứ sở diệu kỳ ấy, thì biết là cái lỗ lúc lúc đầu Alice vào xứ sở thần tiên là đi qua cái rabbit hole ấy, thì hàm ý ở đây tức là cái này nó sẽ giúp cho các bạn tìm ra một cái rabbit hole liên quan đến cái nghiên cứu của các bạn, từ đó các bạn có thể tìm rất là nhiều những cái nghiên cứu khác. Đây là một cái công cụ các bạn phải đăng ký thì các bạn có thể sử dụng cái institutional email, tức là cái email của trường thì sẽ được. Thế còn sử dụng email không phải email của trường ấy, thì hình như là không được. Thì về cơ bản ấy, thì cái ứng dụng này nó giúp chúng ta tìm các cái bài viết có liên quan đến cái chủ đề nghiên cứu của chúng ta. Các cái bài viết đấy sẽ được tập hợp lại thành các cái collection. Thì đây là cái giao diện của Research Rabbit sau khi các bạn đã đăng ký, thì nó sẽ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bước 1, tức là ở đây chúng ta có là tìm kiếm bài viết liên quan đến chủ đề nghiên cứu của chúng ta bằng cách nào. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta ấn vào New Collection ở trên Research Rabbit, và giả sử chúng ta muốn tìm một cái chủ đề nghiên cứu nào đấy. Giả sử mình lấy một cái ví dụ, đây là một cái chủ đề về chuyển đổi số ở trong doanh nghiệp chẳng hạn, thì mình gõ đây là digitalization thế này chẳng hạn. Thì đây là một cái collection trống chưa có cái gì hết, và chúng ta sẽ sử dụng một, tức là thông thường ấy, thì các bạn sẽ phải tìm cách là cho các cái paper vào đây, và chúng ta cho càng nhiều những cái paper vào đây thì cái con trí tuệ nhân tạo, trí thông minh nhân tạo nó sẽ giúp chúng ta có thêm những cái bài viết mà có thể là chúng ta sẽ quan tâm, nó nghĩ rằng chúng ta sẽ quan tâm. Thì với một cái collection trống như này, ở đây các bạn có hai nút, đó là add paper và add by search. Đấy. Nếu bạn ấn vào add paper ấy, thì các bạn sẽ thêm cái bài đầu tiên của cái tập hợp này vào đây. Thì các bạn có thể add paper bằng cách là có tên của một bài viết ở đây, hoặc là có DOI của cái bài viết đấy. DOI là gì? Thì DOI là gọi là Digital Organization Identifier ấy. Ý là các bạn search một cái bài viết nào đó bất kỳ ở trên Google Scholar chẳng hạn, ví dụ search về digitalization chẳng hạn, thì nó sẽ vào các cơ sở dữ liệu. Thì trong các cơ sở dữ liệu đấy thì thường là nó sẽ tức là mỗi một cái bài viết ở trên trang web nó sẽ có một cái mã định danh, cái mã đấy chính là DOI. Cái này là sách thì không có, cái này chỉ có ISSN thì nó là working version. Nhưng mà đại khái là các bạn điền cái DOI vào đây thì các bạn sẽ auto là add được cái paper đấy vào đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có sẵn một cái bài nào thì chúng ta làm gì? Chúng ta có thể add by search, là chúng ta sẽ tìm kiếm từ khóa. Thì có cái keyword search ở đây này, thì chúng ta sẽ search một số những cái từ khóa mà có liên quan đến cái nghiên cứu của chúng ta. Giả sử chẳng hạn bây giờ mình muốn tìm những cái bài viết liên quan đến ảnh hưởng của chuyển đổi số đến sức khỏe con người chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ search ở đây chữ digital digitization này. Đấy, đến sức khỏe con người thì chúng ta search chữ gì rồi nhỉ, đến health chẳng hạn. Search phát thì là đây nó sử dụng cái công cụ là lens.org, là cái nó cũng là một cái cơ sở dữ liệu. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều các cái bài viết liên quan đến cái chủ đề đấy. Đấy, thì kích vào mỗi bài chẳng hạn thì nó sẽ hiện ra một cái panel ở bên cạnh để cho chúng ta đọc cái abstract của cái chủ đề đấy. Đấy, ví dụ trong bài này là The Geography of Digital Health, Digital Therapeutic Landscape and Mobility. Mình đọc này mình chả hiểu gì cả. Search bài tiếp theo hả? The Environmental Impact of Digital Health, hay là Health Literacy, Digital Health Literacy and the Implement of Digital Technology in Cancer Care. Giả sử mình quan tâm một bài viết như thế này thì mình có thể làm gì? Đấy, bài này nói về Health Literacy, là những hiểu biết về sức khỏe. Thì bây giờ mình muốn tìm, mình giả sử mình đọc bài này mình thấy có quan tâm chẳng hạn, mình sẽ làm gì? Sẽ kéo cái bài này vào cái collection trong này để cho cái bài này trở thành phần trong cái collection mình, ý là hàm ý rằng là có quan tâm cái bài đấy. Giờ mình muốn tìm cái bài viết liên quan đến cái bài này để mình sử dụng. Đấy, giả sử mình kích vào cái bài này chẳng hạn, thì muốn tìm cái bài viết liên quan đến cái này thì mình có thể tìm nhá. Ở dưới này nó sẽ có một cái nút gọi là similar work. Similar work này là gì? Similar work này là nó sẽ tìm những cái bài viết mà cái con trí tuệ nhân tạo của Research Rabbit nó cảm thấy rằng là nó có cái nội dung tương tự
như là cái bài mà mình vừa vừa nói. Đấy, thì ở đây là nó có rất là nhiều các cái bài viết khác nhau, mình có thể phân theo thứ tự thời gian hoặc là theo cái mức độ gần hay là xa của các cái nghiên cứu đối với nhau, để mình sẽ dò qua cái danh sách này. Với mỗi một cái danh sách này, trong trong danh sách này này thì chúng ta lại có thể đọc cái abstract, có thể xem cái tên bài đấy, để nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là bài này nó cũng gần với cả cái nghiên cứu mà chúng ta đang thực hiện ấy, thì chúng ta lại kéo nó vào cái collection này. Đấy. Thế thì ở một cái bài chẳng hạn thì chúng ta sẽ tìm cái liên quan bằng cách, thứ nhất là similar work, tức là những cái bài viết mà research thấy là có liên quan đến cái bài chúng ta đang dùng. Chúng ta cũng có thể search vào cái these author này này, tức là những cái tác giả mà có liên quan đến cái bài viết này, xem là mỗi một người trong đấy thì họ đã viết những cái bài viết nào khác. Đấy, thì đấy cũng là một cách mà chúng ta có thể biết tới đấy, bài viết đấy. Suggested author đây này, thì sẽ là những cái tác giả mà có liên quan đến cái chủ đề nghiên cứu này. Đấy. Ở dưới này thì là all references, thì là gì? Thì là danh sách này sẽ là danh sách những cái bài viết mà ở trong cái mục tài liệu tham khảo của những bài viết đấy có nhắc đến bài này. Đấy. Thế còn all citation ở đây ấy, thì là liệt kê ra những cái bài mà, à không phải, xin lỗi, thấy hơi bị ngược. All citation ở đây là những cái bài viết mà nó có trích dẫn đến cái bài của Kem này, này. Đấy. Tức là những hai cái bài 2021 này này đã trích dẫn cái bài 2020 của Kem. Đấy. Thế còn references ở đây này là những cái bài mà trong cái bài của Kem người ta đã trích dẫn. Đấy. Thì các bạn thấy ở trong cái sơ đồ này này là cái bài của Kem này này là có mũi tên đến những cái bài này, tức là trong cái bài Kem này người ta đã trích dẫn đến những cái bài ở trong danh sách này. Được chưa? Thì đấy là cách mà chúng ta tìm về cái mối liên hệ giữa các bài viết khác nhau. Nhưng mà tất nhiên là tất cả những cái phần này này, đây chỉ là những cái mà nó liên quan đến đến cái bài viết của Kem này thôi. Đấy. Cái hay của research bài viết ấy, tức là khi các bạn nhìn vào cái, xóa hết tất cả những cái panel này đi nhé, thì giả sử ở đây mình có hai bài này rồi này, thì ở phần dưới này chúng ta sẽ có similar work, letter work của cả cái collection này. Đấy. Tức là similar work ở đây là người ta sẽ tìm những cái bài viết cho chúng ta mà nó có liên quan đến hai cái bài ở trong cái collection này. Đấy. Để chúng ta thấy rằng là có thêm bài viết nào nữa mà nó cũng có liên quan. Chúng ta đọc cái abstract đây, và thấy có liên quan đi, chúng ta lại kéo nó vào cái collection này để coi như là chúng ta có thêm một cái bài viết nữa. Và càng kéo nhiều như thế thì cái phần similar work này này nó sẽ thay đổi và nó sẽ càng cày càng chính xác hơn. Càng càng có thêm nhiều bài viết được đề ra trong này ấy, thì cái phần mềm này nó càng nhận ra được cái mà chúng ta đang muốn tìm kiếm là gì, và nó sẽ giới thiệu những cái bài viết mà nó gần hơn với cả cái nghiên cứu của chúng ta. Earlier work tức là những cái bài mà nó tạo thành cơ sở cho ba cái bài này. Later work tức là những cái bài sau đó. Tất nhiên chúng ta có thể nhìn timeline này, em biết là những cái bài đấy thì được ra trong cái thời điểm nào. Có thể là chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến những cái bài viết gần đây. Đấy. Thì author, suggested author thì nó cũng như vậy thôi. Tóm lại là thông qua cái công cụ là research bài này này, thì các bạn có thể thực hiện được cái bước 1 của chúng ta ở đây, tức là tìm kiếm các bài viết mà liên quan đến cái nghiên cứu của chúng ta. Đấy. Thì Research Rabbit là một cái công cụ online. Các bạn chỉ cần vào cái trang researchrabbit.ai như thế này, các bạn đăng ký tài khoản, các bạn có thể sử dụng được không? Thì đấy là bước 1. Đấy, thế thì bây giờ đến bước thứ hai. Sau khi mà chúng ta có một cái tập hợp các cái bài viết mà chúng ta quan tâm rồi, thì giờ chúng ta sẽ thực hiện cái bước thứ hai là bước tải những cái bài viết này về, quản lý và phân loại các bài viết này như thế nào. Thì giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ khác, đó là, tất nhiên là tí nữa mình sẽ nói về việc là chuyển từ Research Rabbit sang Zotero như thế nào. Và đầu tiên mình sẽ giới thiệu bạn phần mềm Zotero đã. Đây là Zotero này. Zotero này là một phần mềm quản lý trích dẫn. Thì nói chung nó cũng giống như là EndNote hay là Mendeley hay là các công cụ khác,
Đó là cái phần mềm để chúng ta tập hợp các cái bài viết này vào trong đó, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng nó vào một số những cái việc nhất định. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn muốn sử dụng cái này thì các bạn phải tải Zotero, zotero.org này. Thì Zotero nó có cái phần mềm, có cái phiên bản ứng dụng cho cả Windows, cho cả Mac. Thì các bạn có thể tải cái phần mềm đây ở trên cái địa chỉ là zotero.org. Phần mềm này là hoàn toàn miễn phí. Để sử dụng cái chức năng, các bạn có thể sử dụng nó hoàn toàn offline, nhưng mà để sử dụng chức năng đồng bộ hóa của nó thì các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản. Tài khoản này thì cũng miễn phí, nó chỉ bắt bạn phải trả tiền nếu các bạn muốn có cái dung lượng lưu trữ lớn hơn. Tuy nhiên là cái dung lượng lưu trữ ở đây thì thật ra cũng chẳng thể làm gì đâu, mà để lưu file PDF. Nhưng mà mình thì không, chúng ta sẽ dùng dot file, nhưng chúng ta không lưu cái PDF ở trên cái không gian lưu trữ của Zotero. Nó sẽ chỉ lưu ở đây tên, bài viết và những cái thông tin liên quan, chứ chúng ta không lưu trực tiếp cái file của cái bài đấy. Đấy, thế thì đây là Zotero. Đấy, thì để cài Zotero ấy, cụ thể ở đây ấy, thì các bạn cần cài ba thứ. Thứ nhất là đây là ấn vào download này, thì nó sẽ tải cho các bạn cái ứng dụng Zotero như thế này. Thì cái đấy là cái chúng ta cần cài vào máy. Cái thứ hai mà chúng ta cần cài ấy, là một cái mà chúng ta gọi là Zotero Connector, là một cái, nó thành một cái nút như thế này ở trên trên Chrome này. Cái đấy các bạn có thể search ở trên Google, nó là một cái ở trong cái cửa hàng ứng dụng của Google Chrome ấy. Nó có một cái gọi là cái plugin của Chrome gọi là Zotero Connector. Cái nhiệm vụ của Zotero Connector này, này tức là có thể tự động thêm các cái bài viết của các bạn ở trên mà các bạn mở ở trên 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 Google Chrome ấy, vào Zotero. Giả sử như các bạn vào Google Scholar này, các bạn search một cái từ khóa nhất định digitalization này, nó ra một đống bài như này. Các bạn muốn thêm các cái bài này này vào Zotero của các bạn, thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút ở trên Zotero Connector, sau đó chọn cái bài viết là mình muốn thêm, chọn nhiều bài lớp được, ấn OK phát, thế là lập tức là nó sẽ thêm cái bài này vào trong cái cơ sở dữ liệu Zotero của các bạn. Thì đấy là một cách khá là nhanh để ra có thể thêm bài vào Zotero. Ngoài ra thì Zotero nó có rất là nhiều những cái add-in, và ở trong này thì mình muốn các bạn sử dụng hai cái add-in mà mình đã lưu ra ở đây. Thứ nhất là cái Zotero Sitehub và thứ hai là Zotfile. Thì Zotero Sitehub là gì? Zotero Sitehub là một cái plugin cho Zotero mà sử dụng. Tại vì bình thường khi mà chúng ta thêm một cái bài viết nào đấy vào trong Zotero ấy, thì là chỉ thêm cái tên bài thôi, chứ nó không có cái bản đầy đủ của cái bài đấy. Thì chúng ta cần cái Sitehub đấy để chúng ta có thể download cái bài viết, cái bản đầy đủ của bài viết đấy về. Thì cụ thể là các bạn muốn sử dụng cái Sitehub đấy thì các bạn vào cái trang link mà mình đã dẫn ra đây này. Đấy. Sau đó thì các bạn chỉ cần ấn vào cái release page này. Các bạn download về một cái file có đuôi là XPI. Đấy, thì là ta thấy đây này, XPI. Đấy, tương tự thế, Zotfile là một cái phần mềm khác. Thì các bạn cũng vào zotfile.com, các bạn download về một cái file XPI như thế này. Sau đó thì các bạn mở Zotero, các bạn vào menu, các bạn chọn cái add-on. Đấy, thì nó tạo ra một cái cửa sổ như thế này. Sau đó chúng ta muốn cài những cái add-on đấy, nhưng mà chỉ việc kéo thẳng những cái file XPI đấy vào trong cái cửa sổ add-on manager này là nó sẽ cài vào trong máy các bạn luôn. Ở đây mình cài rồi, mình không cài nữa. Và các bạn mà muốn cài ấy, thì các bạn chỉ cần kéo phát từ cái Windows Explorer các bạn vào cái cửa sổ add-on manager này là lập tức là chúng ta sẽ cài được những cái add-on này vào trong Zotero. Đấy. Thì có hai cái đó mình muốn nói ở đây chính là Sitehub plugin for Zotero, với cả cái thứ hai là Zotfile. Đấy, đây là hai cái plugin mà mình thấy rất là có giá trị. Đấy. Ngoài ra khi các bạn cài Zotero vào máy ấy, thì nó sẽ
cài một cái phần mở rộng cho cái cho Microsoft Word để cho các bạn có thể là thêm các cái trích dẫn của mình vào trong cái bài viết các bạn đã xem Word. Các bạn mà nếu mà cảm thấy rằng là Word của mình chưa chưa được cài cái đấy, các bạn có thể vào phần Preference của Zotero, chọn tab Size, đấy, xong rồi chọn Word Processor thì nó sẽ có cái lựa chọn Reinstall Microsoft Word Edit. Đấy, phải đảm bảo rằng là cái Microsoft Word của mình đã có cái plugin của Zotero. Đấy. Sau khi mà cài cái plugin này này, thì khi mà các bạn mở một cái cửa sổ Word ra, đấy, thì nó sẽ có thêm một cái tab gọi là tab Zotero. Và tí nữa thì mình sẽ nói và sử dụng cái tab này như thế nào. Thì cái đấy là một số bước. Rồi, thế thì đó, tóm lại là mình vừa nói về cách sử dụng Research Report này, Research Rabbit này và cách cài Zotero. Thế còn sử dụng Zotero nào thì nữa mình sẽ nói, nhưng mà hiện tại mình sẽ dừng lại một chút này. Các bạn có theo được không và có câu hỏi nào cần thắc mắc đến thời điểm này không? Thì có ai có ý kiến gì không? Có thể nói luôn. Trước khi theo em nói xong. Scholar ấy thì khi mà tao trích dẫn ấy thì nó hay xảy ra một cái tình trạng, đó là số trang hoặc là một vấn đề gì đó mà tao xin nói là tao dùng Zotero, tao dùng EndNote thì nó không khớp ấy, thì có cách nào để khắc phục nó không? Bởi vì là nếu như nó không khớp kiểu như thế lại phải tìm lại những bài đấy ở trên SciHub để trích ngược lại. Thì cái vấn đề ở đây ấy, chính là ở trên Google Scholar ấy, các cái thông tin về cái bài đấy ở trên Google Scholar ấy nó không được chính xác. Thì trong cái trường hợp đấy thì mình sẽ không sử dụng Zotero Connector để lấy trực tiếp cái bài đấy vào Zotero, và mình sẽ sử dụng một cái cách khác để thêm bài vào Zotero, chính là cái Magic Wand này. Thì cái Magic Wand này là nó thêm một tên bài chỉ sử dụng DOI thôi. Đấy, tức là mình sẽ vào Google Scholar, mình tìm cái mã DOI của cái bài viết đấy, sau đó mình nhập cái mã DOI đấy vào đây ở trên Zotero ấy, thì là lập tức là Zotero nó sẽ tìm cái bài viết đấy và nó thêm vào trong cái cơ sở dữ liệu của mình. Với cả nói chung 2021 rồi, bây giờ không ai người ta dùng EndNote nữa đâu bạn ơi, vì Zotero nó có nhiều cái tính năng tốt hơn rất nhiều. Được chưa? Thế có bạn sinh viên nào có hỏi gì nữa không để mình tiếp tục nào? Không ạ, thầy demo luôn ạ. Chắc sau phần demo có nhiều cái để hỏi hơn. Rồi ok, thế thì giờ demo nhé. Demo bây giờ là liên quan đến việc là thêm các bài viết vào Zotero như thế nào. Đấy, thế thì giả sử Research Rabbit mình tập hợp được 3 bài viết này. À quên, từ từ. Trước khi bắt đầu thì phải nói về một số những cái option của Zotero mà các bạn cần phải setup trước khi chúng ta có thể bắt đầu sử dụng. Thì option của Zotero ấy, thì cái đầu tiên các bạn phải vào là các bạn setup, tức là các bạn vào phần preference nhá, thì có một tab là tab sync. Thì nói chung ấy là nên tạo một cái tài khoản Zotero bằng và link cái account đấy vào đây. Tại sao phải tạo tài khoản? Vì là khi các bạn tạo tài khoản ấy, thì các bạn giả sử các bạn đổi máy tính khác, bạn vừa có laptop vừa có máy tính chẳng hạn, thì các bạn dùng chung một tài khoản thì cái account Zotero của bạn cũng sẽ được tự động cập nhật. Sau này các bạn có cài lại máy tính chẳng hạn, các bạn thêm cái account của bạn vào thì tất cả các bài viết mà bạn đã từng thêm vào cơ sở dữ liệu của bạn nó cũng sẽ hiện ra đây. Cái này thì rõ rồi. Và cái thứ hai nữa là khi các bạn muốn làm việc nhóm thì để thêm các thành viên vào một nhóm thì phải thông qua cái account trên username này này. Nhóm như thế nào thì tí nữa mình sẽ nói. Thì nhưng mà các bạn sẽ setup cái account, xong các bạn link cái account đấy vào thông qua cái mục ở đây. Đấy. Ngoài ra thì khi các bạn tạo account ấy, thì các bạn nên chọn sync automatically để cho là cơ sở dữ liệu của bạn nó được sync bất cứ lúc nào. Và không chọn, cái này là cái phải để ý nhé, không chọn sync full text content. Bình thường ấy, nếu mà các bạn chọn cái này này thì tất cả những file PDF mà bạn thêm vào Zotero ấy, nó cũng sẽ up lên cái cơ sở dữ liệu của Zotero. Thì cái đấy là cái mình không muốn, vì các file PDF thường dung lượng nó lớn, và tài khoản free của Zotero thì chỉ cho chúng ta có 300 MB thôi. Các bạn mà chọn full text content này thì chẳng phải chắc các bạn sẽ hết cái tài khoản.
đấy thì rất là bất tiện. Các bạn không để sinh phương text content mà chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ khác để chúng ta sinh lại ở dưới cái file sinh trinh này, thì các bạn nhớ rằng là sinh attachment in my Zotero, sử dụng Zotero. Thôi cái này thì cũng không quan trọng lắm. Thì cái đấy là cái đầu tiên phải để ý. Cái thứ hai là sau cái phần advanced này nó có một cái phần gọi là file and folder. Thì file folder này là gì? Đây là cách để chúng ta lưu các cái file PDF. Khi các bạn thêm một cái file PDF này hoặc là các bạn tự tìm một cái file PDF ở trong Zotero ấy, thì nó sẽ lưu lại một cái bản ở trong máy của các bạn. Cái này nó sẽ chọn cái cách để này. Thì các bạn nên chọn là default. Đấy, thế này. Thôi. Thì cái đấy là cái Zotero. Thế còn có một cái ứng dụng mà chúng ta sử dụng ở đây là ứng dụng dot file. Dot file này là gì? Dot file là một cái mở rộng để quản lý các cái file PDF mà các bạn sử dụng khi mà các bạn thêm vào Zotero. Giả sử trong máy mình chẳng hạn thì mình có một cái thư mục Zotero. Trong này thì mình có tất cả những cái bài viết của mình ở trong Zotero. Và tất cả những cái bài viết đấy thì đều được đặt tên theo kiểu tác giả này, rồi năm này, rồi tên nghiên cứu. Các cái bài này đều như thế này. Sau này mình muốn chia sẻ cho ai thì cái việc chia sẻ nó dễ. Cái việc đó là chúng ta làm thông qua công cụ là dot file. Thì cái dot file này thì các bạn để location ấy là custom location này. Thì đây nhá. Vào lại này, đầu tiên là ở Zotero nhá. Rồi vào tool này. Dot file preference này. Đấy. Thì cái tab đầu tiên ấy là có cái location of file. Các bạn chọn custom collection location. Sau đó các bạn chọn một cái folder để chứa file PDF của mình. Và các bạn không chọn new subfolder defined by. Cái này là gì? Cái này tức là người ta có thể phân mỗi tác giả một folder chẳng hạn. Thì nói chung cái đấy cũng được nhưng mà nó cũng hơi lòng hoảng. Cho nên bình thường mình cho tất cả vào một folder luôn, chứ mình không để các cái subfolder khác nhau. Còn nếu mà bạn nào muốn giả sử cho mỗi tác giả vào một folder, trong folder đấy thì lại có folder riêng cho từng năm. Trong mỗi cái năm đấy thì lại có những cái file PDF. Bạn có thể sử dụng cái subfolder defined by này. Đấy. Đấy là cái cách, cái thứ nhất phải để. Cái thứ ba, tab thứ ba là cái tab renaming room. Thì đây là cái lựa chọn để thay đổi tên của những cái file PDF ở trong máy bạn. Thì có rất là nhiều cách để đặt tên. Đấy, thì không chọn use Zotero to rename, cái này để cho dot file là rename chứ không phải là Zotero. Thì để rename thì mình thì bình thường cái cách mà mình hay đặt tên ấy là đầu tiên là tên tác giả này, phần trăm a đấy, ở dưới đây là phần trăm a này là author last name này, rồi gạch dưới cả, xong rồi phần trăm i là năm này, xong rồi ở dưới phần trăm t là tên bài viết đấy, đầu tiên là author này, gạch ngang cái year là năm này, xong rồi gạch ngang phát là title đấy. Thì đây là cách chúng ta đặt tên file. Đặt tên file như vậy thì sau này chúng ta sẽ có những cái folder nó gọn gàng hơn để giả sử lưu file các kiểu nó không gặp phải vấn đề gì hết. Đấy, thì cái đấy là cái mọi người cần để ý có một cái option đấy. Ngoài ra có một số những cái option khác, ví dụ như là nhiều tác giả quá thì có để add own hay không linh tinh, đấy thì các bạn có thể xem sau. Chưa là có những cái option đấy. Thế thì tiếp tục này, bây giờ giả sử research review ở đây chúng ta có một đống bài viết này, giả sử không phải chỉ có 3 bài này đâu và giả sử có 10 bài khác nhau mà chúng ta quan tâm chẳng hạn. Bây giờ chúng ta muốn cho cái đống này vào Zotero thì chúng ta làm nào? Thì ở đây nó có cái nút export này và hai cái nút là BIB và REF này. Bạn ấn vào BIB này chẳng hạn, nó sẽ tải một cái file research-revit.bib về, được chưa? Sau đó các bạn mở Zotero ra. Đấy. Các bạn chọn file này, import này. Đấy. Xong rồi chọn BIB, continue. Chỏ cái file mà mình vừa download về research-revit.bib đây 26 đây vừa phải chặn xong, chọn open phát xong rồi mình sẽ nói là mình sẽ tạo thành một collection mới. Lưu ý là trong Zotero thì các bài viết ấy có thể chia thành các cái collection, mỗi collection này thì sẽ là một cái
chủ đề nào đó mà chúng ta quan tâm. Đấy. Thế thì ở đây sẽ có là place important collection and item into new collection, tức là tạo một cái collection mới. Đấy. Còn nếu không thì nó sẽ chỉ thêm vào my library, nó không thêm cái collection nào cả. Mình chọn cái này để nó tạo thành collection mới. Nhấn continue phát thì là nó sẽ tạo thành một cái collection với những cái bài viết mà mình vừa thêm vào trên kia. Mỗi bài viết này thì bạn có thể thấy tên bài và các kiểu có DOI ở đây. Đấy. Thế thì mình đặt tên, rename lại cái collection này, gọi nó là digitalization and how chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn thấy là các cái bài này thì ở đây hiện tại ấy, nó chưa có cái gì cả, nó chỉ có các cái thông tin ở bài đấy thôi. Thế còn cụ thể bài đấy như thế nào ấy thì chúng ta chưa biết. Đấy. Thì đấy là cái mà chúng ta cần Zotero nó tìm cái bài viết của chúng ta. Thì ở đây Zotero nó có cái nút gọi là sau khi mà mình đã cài cái plugin cho Sitehub này rồi ấy, thì mình cần chọn update Sitehub PDF này. Thậm chí là các bạn có thể chọn tất cả các bài cùng một lúc. Bạn chọn update Sitehub PDF này và chờ một chút, nó sẽ tự download cái bài viết này về cho các bạn sử dụng cái công cụ đó là Sitehub. Sao không hiệu quả nhỉ? Demo bị lỗi à? Hiện tại nó đang không hiệu nghiệm. Mình thử lại. Có thể là Sitehub nó bị đổi cam thì mình sẽ cài lại vào mới nhất. Chờ chút, cài lại cái Zotero Sitehub này, khi Zotero này Start này có bản mới nhất, cập nhật cách đây 10 ngày. Đấy. Vào đi tiếp theo này, chọn update Sitehub PDF. Đúng rồi. Sitehub nó là cái trang web lậu ấy, cho nên là đôi khi là các bạn cần phải cập nhật thì đấy, cập nhật phát là nó sẽ ra. Thì các bạn chỉ cần chọn tất cả các bài viết này, ấn update Sitehub PDF này. Thế là nó sẽ download từ từ, nó download về. Đấy. Thì các bạn mở ra đây, người ta đã download về cái bài viết này cho chúng ta. Và các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy là đây là bản full của bài viết, chứ không phải là bản tóm tắt hay gì cả. Đấy. Có mỗi bài này là không tìm được thôi. Tất nhiên là có những bài Sitehub nó không tìm được, nhưng mà phần lớn, như các bạn thấy ở đây có 5 bài thì bài này không tìm được. Hình như bài này nó không phải, chắc là không tìm được vì nó sớm quá. Thế nhưng mà bốn bài còn lại thì ở đây chúng ta đã thấy là người ta đã download về, người ta đã đổi tên bài viết. Các bạn muốn tìm bài này ở trong folder của chúng ta thì đấy, người ta đã download cái folder Zotero này, này và với cái tên bài là tác giả là bao giờ này, năm 2011, tên bài là For Okay After Beat Cancel Treatment. Đấy. Thì đấy là cách mà chúng ta thêm bài viết từ Research Revit vào trong Zotero rất là nhanh. Bạn có thể thêm rất là nhiều bài và tìm thay vì việc là các bạn phải vào trang web Sitehub xong các bạn search từng bài một, thì dùng cách này các bạn có thể tìm bài một cách tổng hợp. Thậm chí là các bạn có thể ấn vào nút Update All Sitehub PDF, tức là nó sẽ cập nhật cái file PDF của tất cả các bài trong cái thư viện Zotero của bạn, dù là 1.000 bài đi chăng nữa thì nó cũng sẽ update một lúc là nó sẽ vào được thôi. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì từ Research Revit ấy, các bạn nếu mà các bạn muốn không muốn phải xuất phát phải export cả cái file BIB này, vì cái này thì thường là chúng ta chỉ làm khi mà chúng ta có nhiều file quá thôi. Thế còn nếu mà chỉ một bài ấy, thì đơn giản các bạn kích vào cái tên bài đấy, nó sẽ ra một cái trang, ví dụ trang này trên PubMed chẳng hạn, thì các
Các bạn thấy là trên trang này có cái file DOA, thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút của Zotero Connector bộc phát. Đấy, là nó sẽ xuất hiện cái file này ở trên Zotero. Và ngay lập tức là cái sitehub, plugin sitehub của Zotero nó cũng sẽ tìm cho các bạn bài viết đầy đủ. Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta làm để thực hiện cái bước thứ hai, tức là tải về các bài viết này. Nếu theo quản lý và phân loại thì sao? Thì quản lý ở đây chính là việc là chúng ta lưu các cái file PDF ở dưới. Đấy, các bạn thấy ở mỗi bài này thì sẽ có cái file PDF ở hai bên dưới để chúng ta khi nào cần thì chúng ta có thể vô ra đọc. Và những cái file PDF này thì nếu như các bạn setup cái JOT file như là mình vừa nói ấy, thì nó sẽ ở trong một cái folder trong máy tính các bạn, để các bạn có thể dễ dàng là copy hay là chuyển cho người khác, vân vân và vân vân. Thì cái đấy là cái bước thứ hai mà mình đề cập đến ở trong này, tức là tải về quản lý. Còn phân loại thì thế nào? Thì phân loại đầu tiên là các bạn có các collection khác nhau như này, mỗi collection về cùng một chủ đề, thì là đấy là một cách để chúng ta phân loại rồi. Ngoài ra các bạn có thể phân loại theo tag, tức là giả sử một bài viết như này, các bạn có thêm vào các cái tag. Tag ở đây tức là các cái nhãn. Ví dụ như là bài này là về cancel chẳng hạn, thì các bạn search ở đây là thêm vào cái tag cancel. Bài ở trên này cũng về cancel chẳng hạn, thì các bạn search ở đây là chữ cancel. Thế xong rồi các bạn sẽ thấy là ở phần dưới ở Zotero này nó có cái tag cancel ở đây này. Thì kích vào đây phát là lập tức nó cho chúng ta tất cả những cái bài viết có cái tag cancel này. Đấy là một cách để chúng ta có thể phân loại các cái nghiên cứu. Thì đấy là bước thứ hai. Đấy. Rồi. À, xong bước thứ hai, có ai có câu hỏi gì không? Thầy ơi, cho em hỏi là ví dụ mà đào các cái bản PDF về thì đối với một số bài thì nó sẽ bắt buộc là phải trả phí, thì mình có đào được không thầy? Hay là chịu? Thì đấy, cái mà bắt buộc phải trả phí ấy, đấy chính là sitehub ấy, em không hiểu không? Tức là rõ ràng là đây nhá, từ research David này, từ cái bài này, em chỉ cần kích vào cái nút Zotero Connector này là cái thông tin về cái bài này là nó sẽ được thêm vào Zotero. Sau đó ở Zotero ấy, các bạn không cần phải quan tâm là người ta đào bài viết đấy ở đâu. Các bạn có một cái entry, tức là có một cái cơ sở dữ liệu ở trong Zotero rồi này. Các bạn chỉ việc kích chuột phải ở đây, các bạn chọn update sitehub PDF là lập tức cái file PDF của, có thể rename lại cho đúng tên. Đấy, là lập tức cái file PDF này nó sẽ hiện ra. Thế còn các bạn mà đặt câu hỏi là lúc mà mình update thế thì người ta lấy đâu ra cái file PDF? Người ta lấy ở trên sitehub ấy. Và sitehub thì đương nhiên là file nào nó cũng có ấy, chứ nó không liên quan gì đến chuyện là có trả tiền hay không. Thì cái tiết kiệm thời gian của cái việc mà chúng ta làm như thế này ấy, chính là việc là chúng ta sử dụng cái plugin của sitehub, để chúng ta không cần quan tâm đến các vấn đề về bản quyền nữa. À, em hiểu không? Dạ vâng. Thế còn sitehub thì rõ ràng là không hợp pháp rồi, nhưng mà thôi không sao. À, có ai có câu hỏi nào khác nữa không? Nhất là từ đầu cho đến phần tải về này. Sitehub là một cái trang ấy mà các bạn là bình thường ấy, cách sử dụng của sitehub ấy là chúng ta sẽ vào sitehub đấy, xong rồi chúng ta gõ cái mã DOI của một cái bài viết nào đấy về đấy, xong rồi thì chúng ta ấn open chẳng hạn, thì nó sẽ cho ra cái PDF của cái bài viết đấy. Đấy, thì ở đây là chúng ta sẽ dùng Zotero như là một cái công cụ trung gian để giúp cho chúng ta làm cái việc đấy nhanh hơn, và giúp cho chúng ta có thể làm việc đấy một cách gọi là nhiều file cùng một lúc được. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng ở đây. Đó. Có ai có hỏi gì nữa không? Nếu không có thì chúng ta sẽ nói sang bước 3. Bước 3 là đọc và ghi chú các bài viết như thế nào. Thì cái này là một cái mà Zotero nó tốt hơn so với tất cả các cái công cụ khác. Ở chỗ là như này. Giả sử nhé, các bạn đọc bài viết, giả sử cái bài mà chúng ta vừa tải về, bài Nelson 2020 này. Đấy, what is known about the rule of Rover Presidency in relation to cái gì đấy này. Và mở cái bài viết ra. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta đọc bài viết này. Thì trong quá trình đọc chúng ta sẽ thế nào? Rõ ràng là chúng ta đọc bài này
thì chúng ta sẽ phải ghi chú đúng không? Ghi chú như thế nào? Ghi chú ví dụ mình đọc bài này, đấy, xong muốn bôi, bôi vàng ý là cái câu này là cái câu mà mình sẽ để ý ở bài viết này, đấy, xong rồi đến phần này mình lại có cái bôi vàng, xong rồi mình nốt, nốt vào, đây là phương pháp nghiên cứu rất hay mà mình có thể áp dụng được trong bài viết của mình. Đấy, ví dụ như thế, sao ở dưới này mà nốt vào đây là liệu có data về biến này là không nhỉ? Thì đấy là cách chúng ta nốt vào. Sau khi nốt chẳng hạn thì các bạn có thể xét để lần sau mở ra chúng ta vẫn còn cái nốt đấy. Đó lại thì là cách chúng ta ghi chú. Và cái hay của Zotero với cái rót phải đấy chính là những cái các bạn vừa ghi chú ấy. Bây giờ nhé, các bạn kích chuột phải vào đây. Đấy, các bạn vào cái Manage Attachment. Đây là cái mà Zotero nó hay là rót phải nó tạo chúng ta. Các bạn chọn Extract Annotation. Annotation chính là những cái mà chúng ta ghi chú vào một bài viết ấy. Khi các bạn chọn Extract Annotation đấy thì sẽ được cái gì? Nó sẽ thêm một cái file ở dưới cái bài viết đấy này. Nó gọi là Extracted Annotation. Trong cái Extracted Annotation này thì các bạn nhìn ở bên cạnh, nó là cái gì? Nó là những cái chỗ mà chúng ta vừa mới bôi vàng đấy. Và nó là những cái ghi chú của chúng ta. Đấy. Đây là những cái ghi chú của chúng ta. Cách này chúng ta có thể lập tức là nhìn ra những cái ghi chú đấy. Và cái hay của nó nữa là nó có cái bookmark ở đây. Ví dụ những cái link mà chúng ta thấy là nó có phần xanh này. Đấy, ví dụ cái lưu trí này chúng ta ở page 2 này. Các bạn đây nhá, các bạn thấy này, mình đã đóng cái file rồi và trình mở PDF này không mở nữa, nhưng mà mình ấn vào cái nút này phát, xong mình chọn Open Link là lập tức là nó sẽ mở cái file ra và nó chọn đúng cái trang mà mình vừa có cái ghi chú đấy để nó đến đây. Thế là mình có thể xem lại cái phần mà mình vừa ghi chú đấy rất là nhanh. Đấy. Ngoài ra thì những cái ghi chú này thì nó là dạng text thôi mà. Chúng ta hoàn toàn có thể copy nó và sau đó thì dán vào các cái phần mềm khác, ví dụ dán vào một file Word để chúng ta cho người khác, cho nó bảo rằng mình vừa mới có những cái ghi chú như vậy. Đấy. Và ở đây nó vẫn thế, Open Link phát là sẽ mở ra đúng cái file đấy ở cái trang mà chúng ta vừa mới vội vàng. Đấy. Các bạn hình dung ra. Đó, thì đấy là cách mà chúng ta sẽ có cái Extracted Annotation. Các bạn cứ làm như thế này với nhiều bài viết chẳng hạn, thì mỗi một bài mình sẽ có những cái chỗ bôi vàng và có những cái ghi chú liên quan đến cái bài viết đấy. Dần dần tập hợp lại những cái đấy thì các bạn sẽ có cái tư liệu để mình viết cái bài viết của riêng mình. Thì đấy nhá, kích chuột phải vào file PDF, chọn Manage Attachment và Extract Annotation. Nó sẽ tạo thành một cái nốt riêng những cái ghi chú. Một file thì các bạn có thể chọn nhiều nốt, mỗi cái nốt là một thời điểm nhất định chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà chúng ta ghi chú. Thế cái ghi chú đấy thì nó sẽ lại tiếp tục dẫn đến cái bước thứ tư, đó là chia sẻ và sử dụng các cái trình dẫn đấy trong bài viết thế nào. Cái việc đầu tiên mà mình muốn nói đến đây chính là chia sẻ. Chia sẻ tức là gì? Nếu mà chúng ta có một cái nhóm nghiên cứu và trong đó thì có nhiều người cùng nghiên cứu, mỗi người thì lại sử dụng một cái máy tính khác nhau, thì làm sao để có thể chia sẻ được. Đấy. Thì cái Zotero ấy nó có một cái công cụ người ta gọi là group library, tức là ở đây là library của riêng bạn, nhưng mà bạn có thể tạo thành group. Đấy, group library. Group library tức là một cái thư viện nhưng mà nó nằm trong Zotero của nhiều người khác nhau. Để cho mỗi một cái bài mà nhét vào đây thì nó sẽ xuất hiện ở trong máy của nhiều người. Và khi các bạn ghi chú ở máy một người thì nó cũng sẽ hiện ra trên cái máy của những người còn lại. Đấy, tóm lại là đồng bộ luôn. Thế làm thế nào để tạo thành một cái group? Thì đây có nút này, các bạn có thể chọn new group. Đấy, new group thì nó sẽ mở một cái trang Zotero ra. Các bạn đặt tên cho cái group của bạn, xong rồi bạn có thể chọn group dưới dạng public open membership, tức là group public, và
ai cũng có thể là thành viên. Public Close Membership hoặc là Private Membership thì chủ yếu là chọn Private Membership để ấy là thôi. Như kiểu mình ở đây chẳng hạn thì mình có một cái group với cả một số kinh tế học chẳng hạn, thì đây là một group với cả một số thầy cô khác ở trong khoa chẳng hạn. Đấy, thì mọi người sẽ làm việc với nhau bằng cách tức là thêm các cái bài viết vào trong các cái collection ở trong group này. Thì mỗi khi mà thêm một cái bài vào thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái collection của group. Thì cái điều này rất là quan trọng khi mà chúng ta cùng nhau viết một cái bài viết. Đấy, bởi vì là thông thường ấy nó rất là dễ rơi cái tình trạng tức là cùng một bài nhưng mà nhiều người viết ấy, thì người này trích dẫn bài này nhưng mà đến lúc người kia lại viết tiếp cái phần đấy thì lại không có cái bài trích dẫn mà của người kia trước đó ấy. Nó rất là bất tiện. Nhưng mà với cái công cụ group này thì nó xóa bỏ những cái bất tiện đấy. Thì các bạn có thể tạo thành các cái group và cùng up bài lên đấy. Tuy nhiên là trong cái group này thì tốt nhất là cứ lưu bài ở trên group thôi. Thì không cần lưu bài trong máy mình. Đấy, thì chúng ta sẽ có những cái group và chúng ta hoàn toàn sử dụng được các công cụ khác như kiểu là take note hay là làm gì đấy trên cái sử dụng cái group như vậy. Đấy là nói về công việc chia sẻ. Cái cuối cùng mình muốn nói đến ở đây là sử dụng các trích dẫn trong bài viết như thế nào. Thì sử dụng trích dẫn trong bài viết tức là gì? Tức là khi mà chúng ta viết bài bằng Word ấy, thì chúng ta phải trích dẫn ấy. Thì cho thêm các cái trích dẫn này vào trong bài viết như thế nào. Thì đầu tiên có một cái các bạn cần để ý là ở trong cái phần preference này, thì nó có một cái phần là style. Trong cái style này thì có một cái phần gọi là style manager, tức là trích dẫn thì có rất là nhiều kiểu trích dẫn khác nhau. Các bạn có thể trích dẫn theo APA hoặc là trích dẫn theo kiểu Chicago hoặc là trích dẫn theo kiểu Harvard. Đấy, thế còn trích dẫn theo kiểu Việt Nam là làm nào? Thì được cái là Zotero nó có một cái cơ sở dữ liệu trên mạng có các cái style khác nhau. Thì các bạn ấn vào cái nút gọi là nút Get Additional Style đây này. Nó sẽ cho các bạn một cái trang mà nó có các kiểu trích dẫn khác nhau ở trên mạng. Thì các bạn search ở đây chẳng hạn, các bạn search chữ Việt Nam chẳng hạn, nó sẽ ra. Mạng mình đang hơi chậm. Nhưng mà đấy, giả sử search Việt Nam chẳng hạn thì nó sẽ có mấy kiểu của Việt Nam. Ví dụ như là kiểu Việt Nam Ministry of Education and Training tiếng Việt chẳng hạn, là kiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các bạn search ở đây thì các bạn sẽ thấy cái kiểu trích dẫn này thì citation nó sẽ như thế nào, bibliography tức là phần tài liệu tham khảo. Ở dưới nó sẽ như thế nào, bạn chọn cái mà phù hợp với cả cái mục đích của mình. Thường thường là mình viết bài thì mình hay sử dụng APA, nên là hầu hết các cái bài các tạp chí quốc tế thì người ta đều chấp nhận cái kiểu như vậy. Còn nếu không thì bạn có thể dùng Style Editor để tinh chỉnh cách chúng ta hướng dẫn mà thôi, cái đấy thì không cần nói nhiều. Đấy, thế thì thêm các bài viết này vào như thế nào? Thì chúng ta sẽ thử mở một file Word. Đấy, là sử dụng như nào. Như đây, bây giờ mình muốn trích dẫn một bài viết ấy, thì mình sẽ làm như thế nào? Thì giả sử mình tạo ra hôm nay là một buổi tối đẹp trời rất thích hợp để đọc nghiên cứu của. Đấy, ở đây mình trích dẫn một người, mình làm nào? Thì mình đã có cái plugin Zotero rồi, mình có Zotero ở đây. Mình chọn cái nút đầu tiên là Add Edit Citation. Đấy, thì cái lần đầu thì chúng ta sẽ chọn, đấy, mình chọn APA này, OK. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Đây là cái ô search của Zotero. Thì bây giờ bạn muốn trích dẫn chẳng hạn, thì với điều kiện là các bạn trích dẫn một cái bài ở trong cái library của mình, các bạn chỉ cần gõ một vài từ liên quan đến tác giả hoặc tên hoặc là tag của cái bài mình muốn trích dẫn ấy, thì là lập tức là nó sẽ có các cái suggestion ở bên dưới. Và các bạn ấn Enter phát thì là nó sẽ tạo thành cái này. Các bạn ấn Enter phát nữa là lập tức là cái trích dẫn này nó sẽ được thêm vào ở trong cái bài của bạn. Tất nhiên ở đây thì sẽ không phải ở trong ngoặc mà chúng ta sẽ thêm vào như thế này cho nó hợp, thì sửa sửa tí thôi, miễn là nó vẫn còn cái link này là được. Đấy, ví dụ như là trong này nữa nhá, viết cái gì đó Hà Nội vẫn chưa mở cửa hoàn toàn. Đây, lại thêm một cái trích dẫn ở đấy. Ví dụ trích dẫn này là trích dẫn trong bài của Lê Thanh Hà chẳng hạn.
thì click vào đây. Đấy, thế nó thành một bài. Thế xong rồi ở dưới thì có tài liệu tham khảo. Thì chúng ta mà muốn có cái phần tài liệu tham khảo đấy, thì ấn vào cái nút thứ hai là Add Edit Video Graphy này. Thì các bạn ấn vào đây phát là lập tức là nó sẽ có cái video graphy của hai cái bài ở trên. Đấy, bài của Hà, Lê Thanh Hà, Tô Trung Thành thì đây. Thì là bài đây. Và đây là bài thứ hai. Nó sẽ sắp xếp theo cái thứ tự alphabet cho chúng ta luôn. Đấy, bây giờ chúng ta muốn edit như thế nào thì đấy là quyền của chúng ta. Thì đấy là cách chúng ta sử dụng cái này ở trong các cái bài viết. Cái này nó hơn chúng ta làm thủ công ở chỗ là giả sử chúng ta sửa siết gì đấy nó dễ. Giả sử như trong bài viết chúng ta đọc lại một lúc chúng ta không muốn trích dẫn cái bài của Lê Thanh Hà này nữa chẳng hạn, chúng ta chỉ cần xóa đi. Đấy. Xóa ở trên này đi. Xong rồi chúng ta lại xóa cái này đi. Cho thêm một cái tài liệu tham khảo mới chẳng hạn. Thì nó sẽ không còn cái bài kia nữa. Sao chút hình như là tài liệu tham khảo. Ở chỗ này phát sao nó vẫn hiện ra ngoài kia này chắc là vẫn còn cái link gì đấy. Thôi cái này mình cũng không rõ, nhưng mà trên lý thuyết là xóa đây là nó sẽ ấy lại đấy. Chắc là mình chưa xóa hết, nó vẫn còn cái gì đấy ở trong cái code của bài này. Nhưng mà về cơ bản là chúng ta sẽ làm như thế. Hết rồi. Thì bốn bước như vậy là chúng ta có các cái nội dung đấy. Thứ nhất là sử dụng Research Revit để xem là các bài viết có liên quan đến nhau như thế nào. Sau đó thì chúng ta sử dụng cái Spokane SciHub để chúng ta có thể tải các cái bài viết đấy. Đầu tiên là nhập các bài viết đấy vào cơ sở dữ liệu Zotero, xong rồi tải các bài viết đấy về máy bản full sử dụng SciHub. Sử dụng SciHub này là tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian, chúng ta không cần phải quan tâm đến việc là đào bài viết đấy ở đâu. Đấy, sau đó thì quản lý các bài này bằng JOT file để đưa nó vào trong máy tính của chúng ta và sắp xếp nó một cách hợp lý. Đấy, sau rồi sang bước 3 là chúng ta đọc các cái bài viết đấy dưới dạng PDF ở trong máy tính của chúng ta. Đó, ghi chú, chúng ta bôi vàng những cái chỗ mà chúng ta quan tâm và xuất cái đoạn bôi vàng này ra thành những cái nốt như thế để tiện cho việc tra cứu sau này. Tất nhiên là nếu các bạn sử dụng công cụ search của Zotero ấy thì nó sẽ search cả cái phần nốt đấy, nó không search được nội dung ở trong file PDF đâu, nhưng mà tất cả những cái mà các bạn ghi chú ra thì nó sẽ search ở đây để các bạn có thể tìm được cái mà mình quan tâm. Có cái phần nốt ở trong di động đấy, nhưng mà thôi cái phần này nói ra thì nó hơi dài cho nên là để sau. Tiếp theo sang bước 4 tức là chúng ta sẽ chia sẻ các cái ghi chú của chúng ta, chia sẻ dữ liệu của chúng ta để xuất hiện cho việc làm việc nhóm. Và cuối cùng là sử dụng các cái trích dẫn đấy bằng cách là thêm nó vào ở trong những bài viết sử dụng style mà mình cần. Đấy, thì đấy là bốn cái bước mà mình muốn giới thiệu ở trong cái ngày hôm nay. Đấy, thì đấy là xong phần thứ hai là phần demo. Bây giờ đến phần giải đáp thắc mắc. Đấy, thì các bạn có câu hỏi nào cần trả lời? Đấy, thầy ơi, okay. Có nhiều cái file PDF ý, thì nó có nhiều cái restriction kiểu như không copy được hay là không comment hay là không nốt được ý, thì cái PDF từ cái file hub này nó có làm được mấy cái đấy không đấy? Thường thường thì các file mà đã tải từ file hub về rồi ý, thì nó sẽ mở khóa sẵn cho mình rồi. Đấy. Thế đó, còn nào? nếu mà file đấy nó mở ở cái mức mà không thể nào mà sách nốt được ấy, thì chúng ta lại phải có một chiến thuật khác. Thì lúc đấy mình sẽ chuyển cái file PDF đấy thành dạng ảnh, xong rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái ứng dụng mà đấy, có thể các bạn biết rồi hoặc chưa, nó gọi là ABI File Reader ấy. Cái ứng dụng này thì nó dùng để nhận dạng chữ viết ấy, tức là biến ảnh thành chữ ấy. Thì thôi cái đấy thì hôm nay mình sẽ không đề cập đến. Về cơ bản vẫn có cách, nhưng mà đọc PDF mà ta là sai hấp thì ít khi có cái dạng khóa mà không ghi chú vào được không? Rồi, tiếp đi, có ai câu hỏi nào khác không? Thế anh có thắc mắc gì không?
dỗi rồi. À, rồi tiếp đi. Một qua. À, có bạn nào còn chưa hiểu chỗ nào không? Thầy ơi. Ờ. Mấy cái mà trong cái research rabbit nó tìm kiếm mức độ liên quan ấy, là nó tìm kiếm theo keyword hay tìm kiếm theo kiểu gì? À, tìm kiếm á, thật ra cái này ấy, là nó quảng cáo ấy, là nó có một cái trí tuệ, trí thông minh nhân tạo giống như Spotify ấy. Các bạn sử dụng Spotify ấy, thì các bạn thấy rằng là nó hay recommend chúng ta những cái bài nhạc mà chúng ta cảm thấy là thích, thì cái này nó cũng thế, nó sẽ sử dụng cái hành vi của những người dùng ấy. Tức là nó sẽ xem là những người nào mà thường đọc bài A ấy thì người ta thường quan tâm đến bài nào khác nữa. Tức là nó không hẳn là dựa trên keyword hay là dựa trên tác giả cả, nó dựa trên hành vi của những người sử dụng ấy. Tức là người ta thấy rằng những nhà khoa học ấy, bình thường các nhà nghiên cứu sau khi họ đọc bài A, họ hay quan tâm đến bài B thì nó sẽ suggest bài B cho mình. Thì cái đấy là cái mà bọn research review này nó quảng cáo và nó cho rằng là nó tốt hơn những cái thằng khác ở chỗ đấy. Thế thì lỡ nhưng mà nó tìm kiếm không liên quan thì lại thì mất thôi, công như là mình không, thường thường thì nó sẽ suggest cho mình rất là nhiều các bài viết khác nhau, mình thấy bài nào quan tâm thì mình kéo về thôi. Còn tất nhiên là nó sẽ có những cái suggest mà không liên quan lắm, nhưng mà về trong thực tế thầy sử dụng thì thầy thấy là rất là chính xác. Giả sử như kiểu nhá, mình tìm một cái, tức là trong 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 cái trong bài viết của mình chẳng hạn, đấy, mình đang cần làm tổng quan nghiên cứu, tức là các cái nghiên cứu thực nghiệm mà nó đã tìm ra mối quan hệ giữa hai biến, đấy, ví dụ như là nó tìm ra mối quan hệ giữa việc là sử dụng internet và dẫn đến cái việc là uống rượu nhiều hơn ít hơn chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần search chữ internet use này, xong rồi alcohol use, internet với alcohol use chẳng hạn, nó sẽ liệt kê ra một đống các cái bài viết mà có hai cái biến đấy, thì các bạn sẽ đọc abstract những bài đấy để các bạn thêm vào trong cái phần tổng quan tài liệu của mình ấy. Thì mình thấy cách này làm rất là nhanh vì là nó tìm kiếm những từ khóa và tìm kiếm những sự liên quan đến các cái bài này, nó rất là hiệu nghiệm ấy. Đấy. Giả sử mình deep ra một list các bài viết mà nó tìm ra mối quan hệ giữa biến này với biến này chẳng hạn. Thông thường ấy, khi mà mình dùng cách search từ khóa bằng Google Scholar ấy, thì mình thấy là mất nhiều thời gian rất nhiều so với cả dùng research review. Và cái này thì rõ ràng là các bạn mà làm nghiên cứu học rồi, các bạn sẽ biết là nó mất thời gian thế nào trong cái việc mà đấy. Tức là thật ra nó không phải là cái trọng tâm của cái nghiên cứu của mình đâu. Nhưng mà khi mà mình làm tổng quan chẳng hạn thì mình phải xem là những tác giả nào nó đã nghiên cứu biến này rồi, những tác giả nào nó đã nghiên cứu biến kia rồi ấy, thì dùng cái research review này thực sự là time saving rất là nhiều ấy. Rồi, có ai có câu hỏi nào khác không? Các bạn cứ mạnh dạn lên. Không ai hỏi gì à? Thầy ơi, cái Rabbit này thì nó chỉ cho mình xem được cái abstract thôi không ạ? À, thật ra thì cũng không hẳn là như thế. Bởi vì những cái file, tức là các bạn mở một file ra này, thì nó sẽ có cái nút ở trên này, này là PDF hay là no PDF. Thì có một số file thì nó sẽ không có PDF. Và một số file thì là nó sẽ có PDF. Tại vì là cái Rabbit Rabbit này thì nó không phải là app tà ma như kiểu là sci-hub, mà nó chỉ là app gọi là app chính thống ấy. Đấy, cho nên là sẽ có những cái file mà nó không có PDF, thì những file không có PDF thì chúng ta không tải về được, còn những file có PDF thì cho kích vào đây phát là nó sẽ tự động tải PDF về. Nhưng mà kể cả không có PDF này thì cũng không sao cả, bởi vì là chúng ta có sci-hub mà, chúng ta chỉ cần kích vào đây nó sẽ mở ra cái trang mà có bài đấy. Đấy, trong trang này có mã DOI. Đấy, chúng ta copy cái bài này về Zotero, xong rồi chúng ta sử dụng công có vào Zotero rồi, xong rồi chúng ta
kích vào nó, chúng ta chọn app sai app PDF và tự động kiếm file đấy về. À, ngoài ra thì còn có một cái này cũng khá hay này. À, cái này thì không liên quan đến Zotero, nó chỉ liên quan sai app thôi. Mình có một cái gọi là cái bookmark. Cái bookmark này là bookmark của sai app ấy. Thì đây nhá, các bạn giả sử mở một trang mà có mã DOI này, các bạn kích vào cái nút này phát. Lại không được à? File này không được à? File này chắc là được này. Ấn vào sai hack phát là nó tự động tải và viết đấy về cho mình luôn, không cần phải nhập mã. Thì cái bookmark này các bạn làm như thế nào? Các bạn chọn là new bookmark. Đúng rồi. Cái này là một cái mã JavaScript, nó có dạng như thế này. Copy này. Đây, mình sẽ gửi vào chat cho các bạn. Thì đây là một cái dòng mã mà nó giúp cho các bạn có thể từ một cái trang mà có mã DOI thì tìm được cái sai hack luôn. Đấy, các bạn thêm cái bookmark này vào máy của các bạn như thế nào thì thêm như thế này. Các bạn vào file này, đây là gọi là Microsoft Edge nhé. Vào phần favorite này. Xong rồi Manage Favorite này. Xong rồi chọn là New Favorite này. New Favorite thì đừng mà thôi, không cần phải như thế. Các bạn cứ làm một cái dấu trang bất kỳ nhá. Như này thì nhanh hơn này. Đầu tiên là làm cái dấu trang bất kỳ. Xong rồi trên cái dấu trang đấy, các bạn Edit. Đấy. Xóa cái địa chỉ này đi, dán cái mã mà mình vừa copy vào, mình gọi nó là sign up chẳng hạn. Thế là xong. Để lần sau nhé, bây giờ các bạn vào Google Scholar, bạn search một cái bài bất kỳ, tìm xem bài nào không có PDF. Hầu hết các bài đều có PDF hết, nhưng mà thật sự bài này không có PDF chẳng hạn. Đây, bài này không có PDF nhưng mà nó có mã DOI ở đây. Mình vào đây mình ấn vào đây phát là cái bài full nó hiện ra. Thì đây là một cách để chúng ta tìm cái ứng dụng sai hack cho từng bài một. Thế còn nếu mà muốn tìm nhiều bài một lúc thì tốt nhất là các bạn cứ nhập nó vào Zotero, xong rồi chúng ta tìm, chúng ta đặt để nó nhanh hơn. Thầy ơi, ok. Em thấy có một số bài ấy, em có dùng sci-hub nhưng mà sci-hub nó không kiếm được cái link PDF của bài đấy ạ. Thì mình có cần tool khác nào khác không hay là đành chịu là không tìm được bài đấy ở đây? Thật ra thì sci-hub thì đúng là nó là lậu mà, cho nên nó cũng không có được tất cả những thứ mà chúng ta mong muốn đâu. Nó cũng hên xui, những bài mới quá là không có. Và những bài mà có thể một số tạp chí là nó cũng không có. Thế thì trong trường hợp đấy thì không có cách nào khác là chúng ta phải đi nhờ, tức là lúc ấy không có công cụ nào nữa đâu. Và chúng ta sẽ phải đi nhờ những người mà có tài khoản ở những cái trường đại học xịn, tại những cái tài khoản xịn. Giả sử như kiểu những người đang học ở nước ngoài ấy, thì người ta có những cơ sở, cái access của người ta. Thì những bài như vậy thì chắc là phải đi hỏi thôi. Ví dụ như em có thể hỏi Mai vâng. Tìm sao? Em nghĩ sẽ em sẽ hỏi chị Mai ạ. Em cảm ơn thầy. Tất cả ở trên Facebook ấy, nó có mấy cái group chuyên dùng để tìm bài viết ấy, thì nó sẽ kết nối những cái người mà đang đi học nước ngoài, người ta có cao, người ta sẽ tìm giúp mình. Và thật ra mình cũng ít khi phải sử dụng những công cụ này lắm. Ngày trước thì nhiều, nhưng từ hồi mà sign up thì ít hơn. Rồi, có ai có vấn đề gì nữa không? Nói chung cá nhân mình thì thấy là cái việc mà sử dụng mấy cái phần mềm như thế này thì đúng là lúc đầu nó cũng hơi dối đấy, nhưng mà theo thời gian thì khi mà cái quy của bạn nó tăng thì nó sẽ có cái economy of scale, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Thôi rồi, tiếp đi nào, còn vấn đề gì nữa không? Ở đây có đến 54 người này, nhưng mà không ai có câu hỏi gì nữa. Là Phạm Hồng Vân có hỏi gì không? Không ạ.
Từ đấy giờ thầy giới thiệu em có thể rút ra được cái gì không? Có nhưng mà toàn tiếng Anh em chưa loát được rồi ạ. Thật ra là nếu mà các bạn muốn sử dụng, nếu mà các bạn mà muốn thêm vào các thêm tức là để sau này trích dẫn các cái bài viết tiếng Việt ấy, thì các bạn sẽ phải thêm thủ công, vì là các cái công cụ tự động của Zotero thì hầu như nó không hỗ trợ các bài tiếng Việt, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải thêm vào, ví dụ thêm cái sau là từ báo kinh tế phát triển thì chúng ta sẽ phải thêm thủ công ở đây này, thêm tên này, thêm tác giả này, thêm tạp chí này, số siêu các kiểu, cái này thì phải thủ công, chứ còn các cái cơ sở dữ liệu trên mạng thì nó không có sẵn, thì thành vậy không. Thế còn thêm tự động thì chúng ta kích vào cái magic wand này, cái gậy đũa phép này, rồi chúng ta gõ cái mã DOI của một bài viết này, hoặc là mã ISBN của một quyển sách ấy, là nó sẽ tự tìm kiếm các cái thông tin liên quan cho mình. Hết rồi đấy. Ai có thắc mắc gì thì để mình giải đáp tiếp nào. Đấy. Thì mình hy vọng là nếu mà bạn có cái công cụ này rồi thì bốn cái bước 1, 2, 4 này này nó sẽ dễ dàng hơn. Ở trên kênh YouTube của mình ấy, thì có một cái video nói về cách sử dụng Manually ấy, nhưng mà thật ra là năm nay Manually nó chuyển sang app không còn là app native nữa mà nó là app Electron, thì tính năng nó giảm rất là nhiều, thì mình đã không còn sử dụng Manually nữa. À, thế em vừa thử cái bookmark ở trên máy của em nhưng mà nó không được thì ạ, nó ghi nó không có no support ạ. Máy em là máy Windows ạ, dùng cái Em dùng trình duyệt gì? Chrome ạ. Đấy, thì em cứ thay một cái đấy nhá, thầy nói lại thao tác này. Đầu tiên là thay. Tức là giả sử em có một cái bookmark sẵn rồi nhá. Đấy, em có một cái bookmark sẵn rồi. Em kích chuột phải vào cái bookmark đấy. Em chọn Edit này. Đấy, thì trong cái phần URL này thì thay vì là có cái URL đấy thì em xóa đi. Em sử dụng một cái đoạn mã JavaScript như là thì mình chuyển nó thành một cái đây, edit này, đoạn mã đấy thì nó như thế này. Bây giờ được rồi, hy vọng là buổi ngày hôm nay thì cũng giúp cho các em có được những cái ý tưởng gì đấy để tăng năng suất lao động của các em. Và năm nay thì các bạn K61 bước vào năm thứ ba ấy, thì hy vọng là các bạn có thể tích cực tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu học sinh viên, cũng như là làm đề án, cũng như là chuyên đề các bạn năm nay phải làm đề án rồi ấy, thì cố gắng là làm nó một cách càng chuyên nghiệp càng tốt để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình cho các thầy cô giáo không phiền lòng. Đó. Đấy là cái thông điệp của mình. Thôi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Nếu không còn câu hỏi nào nữa.